chi tiết gồm cấu tạo từ một chiếc motor 1,5V, một nắp pin, hai cục pin 1,5V cùng với hai trục sắt và bốn chiếc bánh xe gồm bốn thanh nhựa, bốn lỗ, năm lỗ, làm chiếc motor hoạt động và làm trục motor quay và chân đi dù làm cho được nối vào bánh xe màu đỏ là tương ứng với chiếc đồng lọc kéo vật lên chân cao. Và ở ngoài thị trường hiện nay đã dao động từ 2 đến 3 triệu đồng, điều đó đã đánh hạt tâm lý và tâm lý kinh tế của rất nhiều người. Phần ưu điểm như dễ chế tạo, tiện lợi và rẻ tiền, chiếc máy của chúng em ra đời là một dụng cụ tiện lợi của mọi người. Để tham gia chế tạo thì gồm các thành viên của lớp 84, trong đó có hai bạn chịu trách nhiệm chế tạo chính là bạn Cường và bạn Bình. Nhờ sự giúp đỡ và sự cố gắng của tất cả các bạn trong lớp cũng như chắc bên mà nó dựng hô vô luôn chứ không cần bốc cả. Mát không khí của chúng ta thì rất là tuyệt vời. Từ đây em xin trình bày về cấu tạo của chúng. Thứ nhất, chiếc quạt mini của em gồm hai phần. Thứ nhất là về phần tạo gió. Lý hoạt động của nó nhờ cái nguồn điện đóng thì cánh quạt sẽ quay, làm tản nhiệt từ đá, làm bốc hơi đá và không khí từ và nhờ không khí lạnh từ đá làm